ngón tay cha, ngón tay cha bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, ngón tay chị bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ồ, chúng tôi thích ăn rau, bạn có thích không? Rau tươi tanh, tôi yêu bạn. Giống con ong, yêu mật ong, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn keo ngọt và kem mát lành. Nhưng khi tôi được ăn nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi tanh, tôi yêu bạn. Giống con chuột, yêu phô mát, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn mứt thơm và dâu tây ngọt. Nhưng khi tôi được ăn nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con cá, yêu măng nước, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn chuối to và sô-cô-la. Nhưng khi tôi được ăn nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chim, yêu trời xanh, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn bánh mì và khoai tây chiên. Nhưng khi tôi được ăn nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Lên đến rít đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. Lên đến rít đang đổ xuống đó, bạn thấy không nào? Tay nó lên với những thanh sắt, những thanh sắt, những thanh sắt. Dây nó lên với những thanh sắt, bạn thấy không nào? Những thanh sắt không bị uốn cong, bị uốn cong, bị uốn cong. Những thanh sắt không bị uốn cong, bạn thấy không nào? Dây nó lên với kim và ghim, kim và ghim, kim và ghim. Dây nó lên với kim và ghim, bạn thấy không nào? Kim với ghim không bị uốn cong, bị uốn cong, bị uốn cong. Kim với ghim không bị uốn cong, bạn thấy không nào? Dây nó lên với bánh mì xu, bánh mì xu, bánh mì xu. Dây nó lên với bánh mì xu, bạn thấy không nào? Bánh mì xu sẽ rơi xuống nó, rơi xuống đó, rơi xuống đó. Bánh mì xu sẽ rơi xuống đó, bạn thấy không nào? Dây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng. Dây nó lên bằng bạc và vàng, bạn thấy không nào? Vàng với bạc tôi không có đâu, không có đâu, không có đâu. Vàng với bạc tôi không có đâu, bạn thấy không nào? Ở nơi đây có một tù nhân, một tù nhân, một tù nhân. Ở nơi đây có một tù nhân, bạn thấy không nào? Những tù nhân đã làm gì thế, làm gì thế, làm gì thế? Những tù nhân đã làm gì thế, bạn thấy không nào? Lấy đồng hồ và làm vợ nó, làm vợ nó, làm vợ nó. Lấy đồng hồ và làm vợ nó, bạn thấy không nào?
phải làm gì để thả anh ta, thả anh ta, thả anh ta, phải làm gì để thả anh ta? Bạn biết không nào? Chăm mắng anh để thả anh ta, thả anh ta, thả anh ta, chăm mắng anh để thả anh ta. Bạn biết không nào? Chăm mắng anh chúng ta không có, mình không có, bạn không có. Chăm mắng anh chúng ta không có, bạn biết không nào? Ra khỏi tù anh phải ra đi, phải ra đi, phải ra đi. Ra khỏi tù anh phải ra đi, bạn thấy không nào? Một người đàn ông bạn thấy mỗi đêm, thấy mỗi đêm, thấy mỗi đêm. Một người đàn ông bạn thấy mỗi đêm, bạn thấy không nào? Người đàn ông đã ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi. Người đàn ông đã ngủ thiếp đi, bạn thấy không nào? Với cái tàu anh hút cả đêm, hút cả đêm, hút cả đêm. Với cái tàu anh hút cả đêm, bạn thấy không nào? Ôi trời mưa. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Bé Johnny thì muốn chơi đùa. Mưa hơi hay đi đi. Các bạn hãy đến nơi này. Bé Johnny thì muốn chơi đùa. Mưa hơi tránh xa tôi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Trẻ đi mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hãy đi đi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Mong mi mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hãy đi đi. Các bạn hãy đến nơi này. Anh trai mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi tránh xa đi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Em gái mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hay đi đi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Em của mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hay đi đi. Các bạn hãy đến nơi này. Trẻ đi mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hay đi đi. Mưa hơi hay đi đi. Năm chú vịt con đi mãi trong ngày, bơi đi đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có bông chú vịt cùng
chú vịt cùng nhau quay về. Ba chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có hai chú vịt cùng nhau quay về. Chú vịt quay về mà thôi. Một chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng tất cả năm chú vịt cùng nhau quay về. Mọi người hãy bắt đầu chèo thuyền. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui giống như một giấc mơ. Chèo thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là tò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là tò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui giống như một giấc mơ. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh. Và bác sĩ đến với tôi to và cái non. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hãy đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc thuốc uống, sáng mai sẽ quay lại với hoa đơn thành toàn. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi. Cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh. Và bác sĩ đến với tôi to và cái non. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hãy đặt cô bé xuống đó, rồi viết lên giấy cho một viên thuốc uống, sáng mai sẽ quay lại với hoa đơn thành toàn. Một hai buộc dây dây đi, ba bốn gõ cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, 11 12 đào và sợi, 13 14 nhân viên phục vụ, 15 16 họ trong nhà bếp, 17 18 họ cơ thức ăn, 19 20 dìa trong chân rồi. Một hai buộc dây dây đi, ba bốn gõ cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một
chú gà bèo. 11, 12, đào và sợi. 13, 14, nhân viên phục vụ. 15, 16, họ trong nhà bếp. 17, 18, họ chờ thức ăn. 19, 20, dìa trong chân rồi. Cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn, vân, vân, vân. Má lúng liếng, cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn, vân, vân, vân.